Đó chính là 8 con đường chân chánh. Nhờ có sự thấy biết như thật, tư duy như thật, suy nghĩ như thật, nói năng như thật, việc làm chân chánh, đời sống chân chánh, siêng năng chân chánh, an trú tâm chân chánh sẽ dẫn dắt hành vi của chúng ta. Nam mô A Di Đà Phật.